kiểm tra quán bar phát hiện 78 người dương tính với ma túy. Bất ngờ kiểm tra quán bar ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện 78 người dương tính với chất ma túy. Ngày 13 tháng 2, công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ xử lý 78 người dương tính với chất ma túy trong quán bar Fosso trên đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Rạng sáng cùng ngày, công an quận 3 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán bar Fosso trên đường Võ Văn Tần. Lúc này có khoảng 250 người đang chìm trong tiếng nhạc cực lớn. Thấy công an, hàng chục người tìm đường tháo chạy nhưng bị lực lượng chức năng chốt chặn ở các lối ra vào. Nhiều bịch ni lông chứa chất nghi là ma túy được quan vương vải dưới nền nhà, gầm bàn ghế. Lực lượng chức năng đã đưa 239 người gồm 55 nữ và 184 nam có dấu hiệu nghi vấn sử dụng chất ma túy, không có giấy tờ tùy thân về trụ sở làm việc. Kết quả xét nghiệm nhanh, công an xác định có 78 người dương tính với chất ma túy. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.